Bí ẩn về bức tường Shaver có thể hút nam châm ở Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, nằm sâu trong vùng núi Hoang Vu ở bang Montana, Hoa Kỳ, có một công trình kiến trúc cổ đại vô cùng độc đáo có tên gọi là Shaver, bức tường Shaver. Kỳ quan cự thạch hùng vĩ này bao gồm các khối đá granite đa giá khổng lồ được xếp chồng lên nhau một cách phức tạp. Chúng được sắp xếp theo một đường thẳng hoàn hảo dài 84m, cao 8m. Với khối đá lớn nhất nặng đến 91 tấn, các đặc điểm độc đáo của bức tường, chẳng hạn như các đường thẳng và hình dáng góc cạnh, khiến nó khác biệt hẳn so với các hình thái địa chất tự nhiên thường thấy trong khu vực. Các khối đá granite trong những thể chúng được cắt xếp chồng lên nhau và ghép lại với nhau như một trò chơi xếp hình. Lý do người ta chưa bao giờ gặp hoặc ít nghe nói về Shaver là do nó nằm trên một khu đất tư nhân, khiến cộng đồng khoa học hầu như không biết đến nó. Bản thân hai chủ đất là Christopher Bolton và Linda Welsh cũng không hề biết đến sự hiện diện của bức tường này trong nhiều năm liền. Nếp mình trên sườn núi, Shaver bị che giấu bởi tán cây rậm rạp trong nhiều thế kỷ, nếu không muốn nói là hàng thiên niên kỷ. Sự ngụy trang tự nhiên này khiến bức tường đá gần như không thể bị phát hiện. Mọi chuyện được đưa ra ánh sáng vào năm 1996 khi các chủ đất quyết định dọn dẹp một phần tài sản của họ vốn bị rừng rậm bao phủ trong suốt một thời gian dài. Những tảng đá Shaver lồng vào nhau với độ chính xác đến kinh ngạc tương đồng với những gì mà chúng ta từng biết về những tảng đá cổ đại ở Peru, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, đảo Phục Sinh, Nhật Bản và nhiều nơi khác. Phải chăng điều này có nghĩa bức tường Shaver là một trong nhiều địa điểm thời tiền sử bị phá hủy bởi một trận đại hồng thủy từ hàng trăm nghìn năm trước? Tất nhiên, hầu hết mọi người đều coi địa điểm này là sự hình thành tự nhiên. Nhưng làm sao đây có thể chỉ là một sự hình thành tự nhiên khi người ta thấy rõ rằng bức tường hoàn toàn thẳng tắp? Chúng ta biết rằng đặc điểm chung của các bức tường đá cự thạch trên khắp thế giới đều có những núm đá nhô ra trên bề mặt, và Shaver cũng không ngoại lệ. Điều này càng khiến các nhà khoa học đau đầu tìm câu trả lời. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng trong khu vực này có rất nhiều những con kênh lớn và các bức tường được làm bằng những khối đá được cắt vừa khít. Cứ như thể toàn bộ nơi này là một khu phức hợp với nhiều công trình kiến trúc khác nhau nhưng đã bị xói mòn theo thời gian. Những tảng đá Shaver dường như đã biến đổi bởi bàn tay con người. Chẳng hạn như viên đá này trông giống như một khối đá granite từ đền Karnak ở Ai Cập, với một đường cắt hình vuông, một rãnh và một hình tròn. Mặc dù các tảng đá bị xói mòn rất nhiều, nhưng chúng ta có thể thấy rõ những vết cắt và rãnh này đều được tạo ra từ con người. Phía trên Shaver, chúng ta có thể nhìn thấy những đường trượt thẳng mượt mà này chảy xuống sườn núi. Chúng trông giống như khối bê tông được đánh bóng và có thể được sử dụng làm kênh dẫn nước cho sinh hoạt và trồng trọt. Ngoài ra còn có rất nhiều lỗ tròn trên bề mặt các tảng đá. Lỗ tròn này còn được gọi là dấu cốc, là một trong những hình thức nghệ thuật trên đá lâu đời nhất, có thể được tìm thấy ở nhiều công trình cổ đại trên khắp thế giới. Ví dụ như trên bức tường Kamanawa 330.000 tuổi của New Zealand, hay trên khối đá nặng 125 tấn ở Sacsayhuaman, Peru. Mặc dù cho đến nay, người ta vẫn chưa biết mục đích thực sự của những dấu cốc này là gì, nhưng có giả thuyết cho rằng chúng được dùng để chế biến thực phẩm và nguyên liệu. Khi sự bí ẩn của Shaver lan truyền ngày càng rộng, chủ sở hữu Christopher Bolton và Linda Welsh đã tổ chức một cuộc khảo sát nhằm làm rõ hơn về nguồn gốc của nó. Điều gây kinh ngạc đầu tiên cho các nhà nghiên cứu là khối đá có độ từ tính khá cao. Nó có thể hút chặt thổi nam châm được đặt theo chiều thẳng đứng. Điều này là cực kỳ bất thường đối với đá granite. Ngoài ra, có vẻ như bức tường được chôn sâu cách mặt đất khoảng 4 mét. Và ngay phía dưới chân tường là một nền móng vô cùng vững chắc, nên rất khó có khả năng đây là một sự hình thành tự nhiên. Tiến sĩ Sami Osmanagic, nhà khoa học người Mỹ gốc Bosnia, người nổi tiếng với việc phát hiện ra kim tự tháp Bosnia, cũng kết luận rằng kiến trúc này là do con người tiền sử tạo ra. Hơn nữa, ông nhận thấy rằng bức tường cự thạch được định hướng hoàn hảo để đối mặt với ngày đông chí. Đây là một khám phá rất thú vị, vì chúng ta biết rằng nhiều địa điểm cự thạch cổ đại thực sự hướng tới các điểm chí và điểm phân, cũng như các sự kiện thiên văn quan trọng khác. Theo tiến sĩ Sami Osmanagic, bức tường có lẽ được xây dựng trước khi kết thúc kỷ băng hà cuối cùng, tức là khoảng 11.700 năm trước. Sau khi xác định trọng lượng của tảng đá nặng nhất tại địa điểm này là 91 tấn, ông kết luận rằng ai xây dựng công trình này chắc chắn phải sở hữu một loại công nghệ vô cùng tiên tiến. Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ băng hà thời tiền Jungle Trias của Bắc Mỹ thì sẽ thấy rõ được ý nghĩa chiến lược của bức tường Shaver. Nó nằm chính xác trên tuyến đường di cư giữa châu Á và Bắc Mỹ,
Khi trong kỷ băng hà, mực nước biển thấp đến mức chúng nối liền các lục địa bằng một cây cầu trên đất liền. Các nhà khoa học từng đưa ra giả thuyết rằng tổ tiên của người Mỹ bản địa ngày nay đến Bắc Mỹ bằng cách đi bộ qua cây cầu đất liền này. Và nếu chúng ta nhìn vào bản đồ hiển thị dải băng Cordillera và dải băng Laurentide bao phủ Bắc Mỹ khoảng 11.000 năm trước, chúng ta thấy rằng bức tường Shays nằm ngay giữa hai dải băng này. Vị trí quan trọng này được bao bọc bởi ba con sông lớn dẫn đến ba đại dương khác nhau, khiến nơi đây trở thành trung tâm của giao thương và tài nguyên tuyệt vời. Và giờ đây, người ta biết rằng khu vực xung quanh Shays World rất phong phú với các loại mỏ khoáng sản khác nhau. Có phải vị trí chiến lược quan trọng của Shays World chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay đó là một địa điểm thời tiền sử thiết yếu cho sự chiếm đóng và hoạt động ban đầu của con người? Ngay cả khi người ta cho rằng bức tường Shays được hình thành một cách tự nhiên thông qua hoạt động của núi lửa, thì không thể phủ nhận rằng vị trí của chúng đặc biệt thuận tiện. Để bức tường cổ xưa đến thế, thì điều đó có nghĩa là nó đã đứng vững trước các sự kiện thảm khốc do tác động của thời kỳ Younger Dryas gây ra, bao gồm cả trận lũ Mitsola tàn khốc từng làm biến dạng bề mặt địa cầu của chúng ta. Điều kỳ lạ là khi nước lũ dâng cao đến 120m và tràn qua một khu vực rộng lớn, nhưng nó không thể làm hư hại Shays World. Một trong những địa điểm thú vị nhất ở vùng lân cận Shays World là ngôi mộ cổ Tysher Drummond. Ngôi mộ này nằm ở một khu vực rất xa xôi và khó tiếp cận. Nó bao gồm những tảng đá phẳng lớn được sắp xếp theo hình dạng giống như chiếc bàn, tương tự như các mộ đá khác được tìm thấy trên khắp thế giới, như mộ đá Poundbrow ở Ireland và mộ đá Benga ở Tây Ban Nha. Tiến sĩ Osman Najib lưu ý rằng khi đá granite vỡ tự nhiên, nó thường bị gãy theo chiều ngang. Tuy nhiên, tại ngôi mộ Tysher Drummond, những viên đá lại vỡ theo chiều dọc. Điều này rất khác thường. Ông tin rằng, bằng cách quan sát những vết nứt nhỏ trên đá, chúng ta có thể xác định rằng đá granite xám ban đầu là một phần của quá trình lắng động theo chiều ngang trước khi chúng được di chuyển và định hướng lại 90 độ để tạo thành cấu trúc thẳng đứng này. Ngoài ra, một khối đá lớn đã được đặt chính xác lên trên những khối đá thẳng đứng này, rất nhiều khả năng là do có sự can thiệp của con người. Mặt khác, nhiều tảng đá có lỗ hổng, vết cắt, vết lõm lớn, còn có nhiều loại có nấm trên đá, biểu thị thiết kế do con người tạo ra. Trên thực tế, có vẻ như toàn bộ cấu trúc được cân bằng theo chiều thẳng đứng nhờ một chiếc núm ở chân đế. Nếu không có núm này, cấu trúc có thể sẽ sụp đổ. Nhưng câu hỏi thực sự là Shays World là hình thành tự nhiên hay đây là một siêu công trình được xây dựng cách đây hàng nghìn năm? Với tất cả những gì chúng tôi chia sẻ như trên đã ủng hộ giả thuyết cấu trúc này thực sự là do con người tạo ra. Tuy nhiên sẽ không khách quan nếu không đưa ra những ý kiến đối lập dưới đây. Tác giả, nhà thám hiểm và nhà làm phim Timothy Alberino đã tiến hành phân tích chuyên sâu về Shays World và đưa ra một số lập luận về lý do tại sao cấu trúc này được tạo nên từ quá trình hình thành địa chất. Ông nói rằng những kẽ hở mà chúng ta nhìn thấy trên tường là tự nhiên vì chúng bắt đầu từ chân tường và đi đến đỉnh tường đi theo một con đường tự nhiên. Timothy Alberino nói, hãy nhìn vào kẽ hở này, bạn sẽ thấy rằng có vết nứt tự nhiên trong đá. Và vết nứt này bắt đầu từ đây và nó kéo dài đến đỉnh tường. Vì vậy chúng ta có thể thấy rõ rằng vết nứt đang đi theo một con đường tự nhiên. Lập luận của ông bác bỏ lý thuyết nhân tạo vì nếu bức tường là do con người tạo ra, thì những người tạo ra nó sẽ không sắp xếp các khối dọc theo một đường thẳng. Thay vào đó, họ sẽ sắp xếp các khối đá lồng vào nhau. Điều này mang lại cho bức tường sự toàn vẹn về cấu trúc. Tất nhiên, có khả năng vết nứt xảy ra sau khi các khối đá được đặt, nghĩa là bức tường có thể ban đầu bao gồm các khối lớn hơn, nguyên vẹn, và vết nứt phát triển sau đó khi bức tường bắt đầu bị xói mòn. Ngoài ra, không giống như các địa điểm cự thạch khác trên thế giới, có sự thiếu vắng đáng kể các hiện vật văn hóa, chẳng hạn như công cụ, đồ gốm hoặc các dấu hiệu khác về hoạt động của con người ở khu vực lân cận bức tường Shays. Việc thiếu bằng chứng về sự can thiệp của con người đã ủng hộ lập luận rằng bức tường này được hình thành tự nhiên, chứ không phải là một cấu trúc nhân tạo cổ xưa. Các nhà địa chất nghiên cứu Shays World cho rằng nó được hình thành thông qua các hoạt động kiến tạo và núi lửa tự nhiên. Các lực địa chấn mạnh trong khu vực có thể khiến đá bị nứt và tách ra, tạo ra hình dáng giống như một bức tường được xây dựng. Theo thời gian, những quá trình tự nhiên này sẽ tiếp tục định hình và xác định cấu trúc hiện tại của bức tường. Lý thuyết về nguồn gốc tự nhiên của Shays World đã được hỗ trợ thêm bởi phân tích chuyên sâu của nhà địa chất học, tiến sĩ Stuart Parker, khi ông giải thích rằng việc hình thành các núm đá xảy ra khi các phần mềm hơn của đá bị xói mòn nhanh hơn các phần cứng, để lại vật liệu có khả năng chống chịu cao hơn dưới dạng các núm nhô ra.
Tóm lại, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn không thể xác nhận rằng Shakespeare ở Montana là công trình nhân tạo. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không thể phủ nhận nó một cách hoàn toàn chắc chắn. Dù thế nào đi nữa, điều không thể phủ nhận là địa điểm khổng lồ ở giữa hư không này là một nơi đáng để du khách ghé thăm. Theo bạn, thì bức tường Shays cũng như nhiều cấu trúc cự thạch tương tự khác trên thế giới được hình thành như thế nào? Hãy để lại cho chúng tôi biết ý kiến của mình nhé! Đến đây cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Và như mọi khi, nếu thấy video này ý nghĩa, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận cũng như đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, An Nhiên xin kính chào và hẹn gặp lại!